Liên quan tới vấn đề vật giá thì trong khoảng thời gian vừa qua có một thị trường bỗng hot lên trông thấy. Vào ngày 13 tháng 10, thị trường giao dịch vàng trong nước sôi động với bên mua chiếm ưu thế khi mà giá vàng đã tăng thêm từ 40.000 cho tới 150.000 đồng trên một lượng. Giá vàng SGC bán ra ở mức 60,85 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể giá vàng trong nước vừa trải qua một tuần tăng liên tục khi mà cao hơn khoảng 2,1 triệu đồng trên một lượng so với vào cuối tuần trước. Nếu mà với đà tăng như thế này giá vàng có thể đạt đỉnh 62 triệu đồng trên một lượng mà thị trường ghi nhận vào tháng 8 năm 2020. Nhân tố chính đẩy giá vàng tăng là mối lo lạm phát bởi vàng là tài sản được giới đầu tư ưa chuộng trong môi trường tiền giấy mất giá. Qua đây thì các chuyên gia có lời khuyên dành cho người dân và nhà đầu tư trước khi mua vàng vào thời điểm này nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ, không nên mua bán theo đám đông